Đó chính là lời cam kết của lứa tân sinh viên thứ 5 của Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại buổi lễ khai giảng diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Ngay lối vào là tấm bảng được phủ kín các tờ giấy ghi chú để ghi dấu một thế hệ sinh viên mới. Buổi lễ cũng diễn ra với những nghi thức thường thấy như đánh trống khai trường. Văn nghệ của sinh viên của trường như múa hát, song ca, đàn piano và các bài rap góp phần khuấy động không khí tại buổi lễ khai giảng. Điều làm nên sự khác biệt của lễ khai giảng tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam đến từ thông điệp của những phát biểu trên. Với chủ đề phá vỡ những khuôn mẫu và kiến tạo thế giới theo cách của bạn, lễ khai giảng năm nay đã tiếp nối truyền thống của nhà trường khi đặt ra những vấn đề để các bạn tân sinh viên suy ngẫm trong hành trình 4 năm đại học. At Fulbright, we understand that progress takes time. It happens slowly and it rarely, if ever, goes in a straight line. Pushing for our better society, therefore, requires not only a high degree of patience and flexibility, but also the tolerance of contradictions, disruption, and sidesteps along the way. At Fulbright, we have become comfortable with this fact. We need to stay comfortable with this fact. And most importantly, we must ensure that whoever walks through our door are mentally prepared to embrace this fight. Tư duy dài hạn là vấn đề được bà Đàm Bích Thủy đặt ra trong bài phát biểu năm học mới. Để có thể nắm bắt tinh thần của tư duy dài hạn, điều mà sinh viên Fulbright cần làm chính là tận dụng tối đa thời gian tại ngôi trường này. Explore what is out there and be prepared to change your mind, hopefully more than once. Be immensely interested in what you do. Being the best is overrated. Surround yourself with good company. There is nothing like good adventures with even greater friends. Finally, remember to call home, maybe after convocation is over. Bằng việc chỉ ra sự thất thế của các trọc phú kiến thức và tầm quan trọng của tri thức nguyên bản, bài phát biểu của diễn giả khách mời Đinh Đức Hoàng đã mang lại nguồn cảm hứng cho các tân sinh viên trên hành trình kiến tạo thế giới theo cách của bạn. Sự nghiệp của bạn chỉ bền vững nếu mỗi điều bạn nói ra là điều bạn tự nhận ra thôi. Nó bền vững theo cách này này. Khi bạn tin vào những điều mình nói và mình làm ấy, thì nó là một phần của tâm hồn, của suy nghĩ của bạn. Và lúc đấy thì cái việc mà bạn kiếm được ít tiền hay nhiều tiền nó không quyết định giá trị của sự nghiệp nữa. Sự nghiệp lúc này gắn với cái tôi cá nhân của bạn treo lủng lẳng ở tim bạn này, chứ không gắn với tham vọng tiền bạc nữa. Và lúc đấy thì sự nghiệp siêu bền vững. Hãy tin lời tôi rằng xã hội ngày nay càng ngày càng tôn trọng các tri thức nguyên bản, và nó sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho bạn. Lý do thứ hai bạn cần có tri thức tự thân chính là di sản bạn muốn để lại. Đó cũng là chủ đề của lễ khai giảng năm nay, kiến tạo thế giới theo cách của bạn. Di sản không phải là thứ gì to tát kiểu một cái tượng đài đâu, mà là bất kỳ một điều gì bạn để lại thế giới này. Thế giới nó chỉ cần tốt lên một chút khi bạn rời đi, sau khi bạn bước vào là bạn đã để lại di sản rồi.
Năm 2022 là cột mốc đặc biệt trong hành trình 5 năm đào tạo theo mô hình giáo dục khai phóng của trường đại học Fulbright Việt Nam. Từ buổi khai giảng đầu tiên vào năm 2018, chỉ vỏn vẹn 54 sinh viên, đến nay con số đó tăng lên đến 663 người. Đây là năm mà khóa cử nhân đầu tiên của ngôi trường này tốt nghiệp và cũng là năm cuối cùng bà Đàm Bích Thủy giữ vai trò chủ tịch sáng lập trường đại học Fulbright Việt Nam sau 8 năm đảm nhận trọng trách dẫn dắt việc thành lập và phát triển ngôi trường này. Thực ra là cái này là cái là mình đã suy nghĩ rất nhiều là cái thời gian nào là thời gian tốt nhất để mà chuyển giao cho một cái thế hệ mới để có thể tiếp tục xây dựng trường. Bởi vì là các bạn cũng biết rồi, một cái tổ chức nó chỉ có thể bền vững khi mà cái vấn đề chuyển giao giữa thế hệ này và thế hệ khác nó được thực hiện một cách có chuẩn bị và nó có một cách suy nghĩ thấu đáo. Thế thì mình nghĩ là năm 2023 là cái năm mà có thể coi là được đánh dấu một cái chặng đường thứ nhất của Đại học Fulbright khi mà cái khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp, khi mà cái cộng đồng nó đã bắt đầu vượt quá con số 1.000 sinh viên đại học và khi mà tất cả những cái việc chuẩn bị cho cái campus mới nó đã được sẵn sàng. Thế thì mình nghĩ là đây có lẽ là cũng là cái thời điểm tốt nhất để bắt đầu tính đến việc là chuyển giao cho một cái thế hệ lãnh đạo mới. Cái mà mình tự hào nhất đó là cách đây như vậy là 8 năm thì Fulbright, tất cả cái gì Fulbright có là một cái tờ quyết định là cho thành lập. Và cho đến ngày hôm nay khi mà bạn cùng đứng đây với mình để đón chào một cái khóa sinh viên thứ 5 và bạn nhìn thấy một cái không khí cũng như một cái tinh thần Fulbright thì đấy là cái điều mà mình tự hào nhất. Thế còn có tiếc hay không ấy, thì cái mà có lẽ là mình tiếc là mình có thể là mình không được gặp cả các bạn sinh viên hàng ngày như hiện nay mình vẫn đang gặp. Nhưng mà thời đại bây giờ thì bạn biết rồi, có thể gặp bằng rất nhiều cách và dù thế nào đi chăng nữa thì mình biết chắc mình vẫn là một phần của Đại học Fulbright. Bên cạnh lý do tự nhiệm, bà Đàm Bích Thủy cũng khẳng định rằng bản thân sẽ không dừng lại mà vẫn tiếp tục thực hiện những công việc gắn liền với điều bà tin tưởng để giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời gian sắp tới.